làm gì ngồi đây cự mình vậy bà? Vui chứ gì. Hôm qua em đi khu du lịch sinh thái mấy nhóm bạn á, ở trong đó trái cây nhiều lắm, mà được ăn trái cây mà được tiền nữa nè, thấy ghê không? Ăn trái cây mà được tiền là sao? Không hiểu. Hôm qua em chơi trò chơi được thắng 5 triệu nè. Cái gì ghê vậy? Chơi trò gì? Thì chơi trò chơi trèo lên cây hái xài, ai hái xài nhiều nhất thì được thắng. Em nhiều nhất thắng được 5 triệu hả? Ghê vậy ta. Chứ sao trời, có một cái hôm qua em mặt đầm hơi ngại ngại chứ. Cái gì? Mặt đầm hả? Ừ. Trời ơi trời, mặt đầm mà đi leo cây. Nó dụ bà đi leo cây đó, nó nhìn cái quần trong của bà đó, khuôn hết chứ khuôn. Anh làm như em ngu lắm, dễ ăn em lắm. Chứ bà làm sao? Trước khi em leo, em lột cái quần trong em ra rồi.